Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xác minh email từ một dự án One Network mang để sau này mình KYC và có thể rút được token One nha các bạn. Thì các bạn đăng nhập vào một cái One Network thì nó hiện ra một dòng chữ là password email, thì các bạn nhập vào, các bạn điền email chính chủ của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một thay đổi nha các bạn, nút xanh nha các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vào một đây thì có một cái email nó sẽ gửi về email cho tất cả các bạn. Mở mail ra các bạn verify nha các bạn. Lưu ý các bạn phải verify mail mới được KYC nha các bạn. Sau khi các bạn nhấp thì dự án video anh network này sẽ gửi về các bạn email. Các bạn mở email vào, các bạn confirm mail nha các bạn. Bạn mở mail ra nè. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Thì nó có một màu vàng vàng, một confirm email address này bạn, thì bạn nhấp vào nha bạn. Sau khi các bạn bấm vào một confirm email thì nó có hiện lên 3 giây, các bạn chờ 3 giây tự động nó sẽ login vào cái ví của tất cả các bạn. Đây thì dự án này cứ gì không cha. Rồi thì hiện tại dự án này tốc độ đào nó rất là xuống còn có 1,8% một ngày các bạn. Từ từ nó giảm dần các bạn. Đây thì mình nhấp vào 3 chữ gạch cùng nữa. Verify the community thôi. Hiện tại nó chưa cho mình KYC các bạn. Sau này nó sẽ cho mình KYC, mình sẽ thông báo cho các bạn nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn cập nhật dự án của Network đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.